Rồi chào cả nhà nha. Lâu quá không đăng video, bữa nay tranh thủ một chút lúc có hàng. Shop mình vẫn chuyên sỉ và lẻ các loại ná cao su nha. Nè, bán sỉ giá rẻ tập chơi. Đó, thì có những cái dòng ná nhựa, ná gỗ, ná hợp kim. Ná nhựa nè. Đó, nè những cái món 20 ngàn một cái nè. Cái này thì 40 ngàn ha. Rồi ná nhựa nè, ná tròn cũng có luôn nè, ná dây tròn, ná hợp kim nè, ná voi, ná nhện, châu đen, kim tiền. Đó, đây cái này đang ngồi gói sỉ cho cái anh khách kia. Đó, bây giờ rồi và bán lẻ thì tất nhiên là sẽ có các phụ kiện như là bắn cá nè, hít bi nè, nè 500 hít bi nè, rồi ná gỗ nè. Nó gỗ là tốt, rồi bi sắt, rồi ốc titan nha, cái là ốc titan. Rồi không thể nào thiếu được các cái dòng ná inox nha. Nè, ná inox bo mài rồi cũng có nè. Đó, bo mài gắn ốc titan nè. Hay là các loại chưa bo mài. Đó. Rồi. Mình lâu quá mình không đăng. Dây mép nha, không thể thiếu được dây mép. Dây gì sai, dây u-sốp, dây quỷ xanh, bao tay, bia bắn, nói chung là tất cả cái gì liên quan tới ná cao su đều có. Ngoài ra thì còn có cả nhái, nhái câu lua. Rồi, có những cái mẫu mới. Đó. Rồi, đai bàn T2 One Hit nè. Nó bo mài rồi hoặc là chưa bo mài. Anh em muốn mua kiểu gì thì có kiểu đó nha. Cái gì anh em liên hệ số điện thoại tiêu đề giùm mình. Có Zalo, có thể vào đó để tham khảo xem những cái mẫu khác. Rồi cô chú anh chị nào mua sỉ thì liên hệ với mình luôn. Đây cái này đang đóng gói chút đem đi gửi bên Tô Châu, gửi chành xe. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bạn quá không có quay lâu quá không có đăng video rồi. Bữa nay đăng sơ sơ lại chút xíu thôi. Không có tập trung vào một cái sản phẩm nào hết, mà giới thiệu chung với tất cả các sản phẩm hiện đang có luôn. Ok nha, cảm ơn các bạn đã xem video.